Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay có một bộ khách mua chưa dùng cần thanh lý lại, cho nên là em thanh lý cho khách nhé. Hàng chính hãng mới, chưa sử dụng luôn. Bao gồm một thân máy, một pin 4 a, một sạc. Thì khách thanh lý bằng giá một thân máy thôi. Máy này là máy chính hãng, bảo hành một năm. Thân máy hiện tại là 3 triệu rưỡi, tặng pin 4 a, tặng sạc luôn. Khách bán giá thanh lý. Thì anh em nào tham khảo bộ này nếu mà thấy hợp lý thì anh em có thể mua nhé thân máy tặng pin 4A kèm sạc luôn. Đó, giá thành lý của của khách anh em tham khảo. Thân máy hiện tại là 3 triệu rưỡi. Rồi, ok anh em có thể tham khảo nhé. Rồi, tiếp theo là pin của 14V4 zin hàng nội địa Nhật. Đó, hàng nội địa Nhật còn đẹp nha anh em. 3A và 6A. 6A thì sử dụng rất là lâu. Hai cục 6A, một cục 3A thì anh em cần thì tham khảo có thể có nhu cầu báo báo em rồi pin nhật một cục 5A nữa hàng nội địa nhật một cục 5A này pin còn tốt còn cầm kèm theo body nguyên zin TD 148 pin này là 5A kèm thân máy Rồi, body uh, kèm pin 5A này thì uh, để cho anh em là hai triệu rưỡi. Anh em nào có sạc rồi thì anh em có thể mua dùng nhé. Thân máy kèm pin 2 triệu rưỡi. thân máy zin nha anh em thân máy kèm pin 5A 2 triệu rưỡi còn tiếp theo là thân máy DTD 148 hàng mã DTD này mã ASEAN cũng make in Japan luôn nhưng mà mã ASEAN dòng 18V máy đẹp thì con này hiện tại để cho anh em là 1 triệu 900 ngàn thân máy Còn con này là nội địa nhật Binama Rồi tiếp theo là con DDF083 Con máy bắt vít cấp trượt không có búa Thì anh em có thể dùng để khoan sắt khoan gỗ cũng như là bắt vít nó là dạng bắt vít điện tử vòng tua của nó ngành 7 là vòng tua nhanh thì anh em tháo rắp dàn áo xe máy tháo rắp vít điện tử cũng như là loa sửa chữa nói chung ngành sửa chữa thì anh em có thể sử dụng con này kèm pin 2 mb còn anh em nào mà chuyên bắt vít mà không không sử dụng đến búa thì anh em sử dụng pin 5 mb sử dụng vài ngày mới hết pin bánh trần thạch cao này kia cũng được à, thân máy này là hàng trưng bày kèm pin 5 a đó. Bin 5A này là pin 3 của Mỹ. Hiện tại à, một cục là 1 triệu tư. Thân máy à, trưng bày để cho anh em 1 triệu 8. 1 triệu 8 với 1 triệu tư là 3 triệu 2. Anh em lấy sạc này để cho anh em à, sạc này 600 nữa. Là 3 triệu 8 một bộ. Móc treo đầy đủ. Đó. 3 triệu 8. Nếu anh em à, nào mà lấy à, thêm cái đèn pin này để bên này thêm anh em thêm là 400 ngàn vào trong set combo nữa còn anh em mua lẻ là 500 còn anh em nào mà mua trong bộ em để 400 luôn DML 812 815 đó thì anh em quan tâm thì liên hệ rồi đây là một số máy hiện tại có quay cho anh em rồi tiếp theo là thanh lý cho anh em là pin 4A của Dewatt hàng phun hộp Đó. thì bình thường pin này là 1 triệu 200 ngàn giá niêm yết bảo hành chính hãng một năm tem kích hoạt bảo hành cho anh em rồi thì pin này hiện tại là nếu anh em mua kèm máy thì sẽ có giá tốt cho anh em còn anh em mua lẻ là 1 triệu một triệu mốt một cục Đó. còn anh em mua kèm máy em sẽ có chương trình à, kèm máy cho anh em giá tốt khi mua máy kèm pin còn anh em mua lẻ là cứ 1 triệu mốt một cục 18 v 4 5B này Đó. về một lô cho anh em nhé rồi hiện tại trên thị trường thì DCF 850 hàng chính hãng đã hết rồi cho nên là anh em nào mà đang có nhu cầu mà mua không có thì anh em có thể liên hệ em nhé. DCF 850. Giá hiện tại là 2 triệu 700 ngàn một cái thân máy 205 Newton. À, body ngắn. Đó. Vòng tua là 3.250 vòng trên 1 phút. Có 5 châm móc treo đầy đủ 3 đèn led phía trước. Bảo hành 3 năm. Chính hãng. Rồi, tiếp theo nữa là DCD709N. Thân máy hiện tại là 1 triệu 6. 1 triệu 6 thân máy. Nếu anh em mua kèm pin 4A thì sẽ được hỗ trợ giá nhé, hỗ trợ giá pin khi anh em mua kèm. Cho nên anh em mua bộ thì cứ liên hệ em, kèm pin 4A. Rồi, cái con này là con DCG409 là một con mài 20V cũng như là flash là 60V, 20V, 60V. Thì ưu điểm của con này là dành cho những anh em anh em nào mà làm công trình cần công suất lớn đối với mài thì anh em sử dụng con này. Con này thì hiện tại là đá 100 mm, à, vòng tua là 9.000 vòng trên một phút. kích hoạt FlexVolt thì nó sẽ tăng thêm công suất 51%, tương đương với lại nếu mà anh em sử dụng pin 95A, 95A FlexVolt thì nó sẽ kích hoạt lên là 1.650W. Nó. Cho nên là anh em nào mà muốn sử dụng một con mài mạnh, công suất khủng thì anh em sử dụng con này kèm theo pin FlexVolt 95A hoặc là 12A thì nó sẽ kích hoạt flex volt và chạy với công suất là 1650W. Còn khi anh em sử dụng pin bình thường thì nó đạt tầm ngàn uh, W. Đó, thì anh em có thể tham khảo con này. Con này là đời mới của uh, -Watt chính hãng 2022, mẫu 2022, đầu của nó sẽ dẹp hơn phần này. Và nó xài là sử dụng là con gạt nha anh hàng full box. Con này thì hiện tại là giá 2,7 triệu một cái thân máy thì anh em cần quan tâm thì liên hệ em. Hiện tại em có 10 cây sẵn. DCG409 anh em tham khảo.